chào bà con đến với tin giá giá lúa đây chỉ là bản tin mang tính chất tham khảo giá cao thấp tùy từng vùng mà thương lái mua cao thấp khác nhau. Kính chúc bà con thật nhiều sức khỏe luôn trúng mùa được giá cập nhật giá lúa gạo hôm nay ngày 31 tháng 8 năm 2023 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục duy trì ổn định. Theo đó, tại kho An Giang sáng ngày 31 tháng 8 lúa đài thơm 8 được điều chỉnh lên 8.000, 8.200 đồng 1 kg, tăng 200 đồng 1 kg lúa OM18 được điều chỉnh lên mức 8.000, 8.200 đồng 1 kg, tăng 200 đồng 1 kg, nàng hoa chính giá 8.000, 8.400 đồng 1 kg, tăng 200 đồng 1 kg các giống lúa còn lại ổn định gồm, lúa IR50.404 ổn định ở mức 7.800, 8.000 đồng 1 kg, lúa OM5451 giá 7.800, 8.000 đồng 1 kg, lúa nhật 7.800, 8.000 đồng 1 kg. Tương tự, nếp an giang, tươi, giá 6.300, 6.400 đồng 1 kg, nếp long an, tươi, giao động 7.200, 7.500 đồng 1 kg tại khu vực Kiên Giang, Cần Thơ, với mặt hàng gạo, hôm nay duy trì ổn định ở mức 12.250. 12.400 đồng 1 kg với gạo nguyên liệu IR504 và gạo thành phẩm IR504 là 14.350, 14.450 đồng 1 kg riêng giá phụ phẩm điều chỉnh giảm nhẹ 100 đồng 1 kg. Theo đó, giá tấm IR504 giảm còn 11.900, 12.000 đồng 1 kg, giảm 100 đồng, còn giá cám khô duy trì 7, 500, 7.550 đồng 1 kg. Tại các chợ lẻ khu vực tỉnh An Giang, giá gạo ổn định, không biến động trong tuần qua. Trong đó, nếp ruột giá 16.000, 20.000 đồng 1 kg, gạo thường ở mức 12.500. 14.000 đồng 1 kg, gạo nàng nhen giá 23.000 đồng 1 kg, gạo thơm thái hạt dài dao động từ 18.000, 20.000 đồng 1 kg, gạo thơm jasmine ở mức 16.000, 18.500 đồng 1 kg, hương lại 19.500 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng 15.500 đồng 1 kg, nàng hoa 19.000 đồng 1 kg, gạo sóc thường giá 16.500, 17.000 đồng 1 kg. Gạo sóc Thái 18.500 đồng 1 kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng 1 kg, gạo Nhật 22.000 đồng kg. Trên thị trường xuất khẩu gạo, theo Hiệp hội lương thực Việt Nam, VFA, ngày 29 tháng 8, giá gạo xuất khẩu đã tăng 5 đô la Mỹ một tấn lên mức 628, 643 đô la Mỹ một tấn. Theo đó, giá gạo 5% tấm xuất khẩu ở mức 643 đô la Mỹ một tấn. Gạo 25% tấm ở mức 628 đô la Mỹ một tấn.